Đố các bạn biết đây là cái hoa của cái gì? Ở bên này nhìn thấy cái buồng chuối này là thích là đây. Đây giới thiệu mọi người là một trong những cái giống tre mà cao nhất thế giới này. Một cây có thể sống tới là 2.500 năm. Là cái thiên tuệ mà lâu đời nhất trên là thế giới. Phím màu đen ở trong đàn piano là được làm từ cái cây ebony này này. Đây bạn xem cái thông này ra quả thông rất là nhiều này mà xa xuống. Thấy không? Quả này là đang còn non chưa chín này. Mai mốt là nó sẽ rất là to. Một trong những cái thông ở trong cái khu vườn Kew Garden này nó rất là to và khủng bố. Thân nó rất là xum xuê rậm rạp. Nhìn này. Oh my god. Không biết cái này bao nhiêu năm nhỉ? Cái này chắc không phải mấy trăm năm rồi. Đây nhìn cái hàng cây này các bạn xem là hai bên là hai hàng cây cổ thụ này. Tán lá và cái thân của nó xum xuê. Rất là gọi là giả man. Đây có mấy cây hay không các bạn? Thân của nó rất là đồ sộ và cái tán nó giống như là một cái tấm chăn phủ xuống ở phía dưới. Đây. Nhìn rất là hay luôn. Đây là farm house ở trong Kew Garden. Cái nhà kính trồng rất là nhiều cây hoa. Đây, đứng từ ngoài nhìn là có thể thấy là rất nhiều cái cây cối xanh tốt ở phía trong. Thì cái Kew Garden này nó rất là rộng các bạn, to lắm. Vào cửa không có miễn phí đâu, vé nào khá mắc tiền đấy. Bạn nào mà đến đây thì chú ý lên nhớ đi buổi sáng, bởi vì buổi chiều là đóng cửa rất là sớm, 2 giờ là đóng cửa. Và tối đây người ta còn có Christmas show, là kiểu như là người ta là chiếu sáng toàn bộ khu công viên này để mọi người vào ngắm đèn. Đi vào trong này là nó, nhiệt độ người ta giữ là như là 20+ độ, rất là ấm luôn các bạn. Và cây ở trong này thật sự là rất là tốt luôn. Ở bên này nhìn thấy cái buồng chuối này là thích là này, chứng tỏ là khí hậu trong này nó rất là ấm, độ ẩm nó cao, mình vào cảm thấy là nó ấm và rất là ấm. Ôi, nhìn cái hàng tre bên kia kìa, như là bụi tre ở nhà mình. Đây giới thiệu mọi người là một trong những cái giống tre mà cao nhất thế giới này. Cái này là sự tích cái tre trăm đốt, là hồi xưa là chắc là phải đi kiếm cái tre này thì về chặt ra mới đủ trăm đốt này. Bởi vì là gì đây có 25m này. 1m này là khoảng 4 đốt đến 5 đốt. Nhân lên 25m là coi như là 100 đốt là đúng luôn đấy. Đây. Rất là cao luôn. Một trong những cái đặc điểm mà người ta gọi đây là giant bamboo, bởi vì nó có cái tốc độ sinh trưởng nó rất là nhanh. Đây là người ta có một cái thước đo chiều cao của nó này các bạn này. Đây là cái tốc độ phát triển của cái cây giant bamboo trong vòng là 16 ngày, 2.4 m. Trong vòng 16 ngày là khoảng 2 tuần, hơn 2 tuần là nó cao tới hơn 2.4 m, nó rất là nhanh luôn, phát triển rất là nhanh luôn. Đây giới thiệu một bạn là một trong những cái cây gọi là cicad đặc biệt của khu rừng rừng bamboo này này. Thì cái cây này là gì? Lim fossil là một cái cây mà nó sống từ cái thời khủng long đến bây giờ. Một cây có thể sống tới là 2.500 năm. Chỉ còn 250 loài và nó được xếp vào gọi là hàng tuyệt chủng nên là được bảo vệ. Thì cái cây cải thì ở trên này là nó có cái hoa trên này này. Đây. Và người ta bảo là vào cái thời mà thời khủng long á, thời tiền sử á, thì là có nhiều cái cây là cicad này trên trái đất nhiều hơn tất cả các cái loài cây khác. Mặc dù là nó giống cái loài là cái dừa cái cau, nhưng thực ra là nó cùng gần hơn với là cái họ thông. Nó sống trong cái vùng là nhiệt đới và thích khí hậu là gì, khí hậu nóng. Giới thiệu với các bạn là cái thiên tuệ mà lâu đời nhất trên là thế giới. Nhìn cái thân của nó này. Đây. Pot plant, the oldest pot plant in the world. Cái cây này là cái cây thiên tuệ mà lâu đời nhất trên thế giới. Và cái tuổi thọ của nó là theo như là sử sách viết ở đây là từ năm 1775 là người ta mang nó vào trong cái là Kew Garden này. Có nghĩa là từ năm này đến bây giờ là nó phải thọ đến hơn 250 tuổi. Và xung quanh đây là những cái gốc này là những cái cây con của nó này.
Còn cái cây mẹ là cái cây trong này nè. Có nghĩa là cái cây này nó sống quá cái thời gọi là cái thời chiến tranh thế giới nè, thời mà người Pháp là cuộc chiến tranh, cuộc nổi dậy của người Pháp này. Rồi lúc mà Armstrong là đi lên mặt trăng này, lúc nhỏ của nó là đây nè. Là cái hình của nó này. Sau đấy là người ta move nó vào trong này. Đây các bạn. Hơn 250 năm một cái cây này. Gần 3 thế kỷ. Đây là những cái cây mà chủ yếu là mang hạt giống từ là Africa về. Ví dụ như là cây rattan này, cũng thuộc cái họ gọi là họ bamboo tree. Đây các bạn. Thì ở bên đấy người ta lấy cây này để người ta đang thành cái giỏ này. Đẹp không? Đây cũng là một cái cây sucas khác này. Đây cái cây này các bạn xem, cái cây cau này giống như là cái cau tỉ hon Areca ripetica này, nó có hai cái hạt giống này. Người ta bọc lại ra để mai mốt người ta sẽ gieo lên thành cái cây mới này. Đây. Bởi vì là cũng có rất nhiều khách là đi vào đây là nhổ luôn mấy cái hạt này. Ồ cái cau này ra hoa đẹp không này. Còn giống như là cau nhà mình thôi nhưng mà cái màu nó khác. Đây còn là một cái giống tre hoặc là trúc khác trồng ở trong cái vườn này, thân nó khá bầu bình, mập mạp. Nó kiểu làm cảnh nó rất là chuẩn. Nhà vườn mà trồng cái cây này là nó lên một bụi sau này nó chuyển sang màu vàng là rất là đẹp nha các bạn. Khi mà nó lớn nó sẽ chuyển sang màu vàng. Đấy, và cáo lên kia người ta phải cắt cái đọt thôi vì là nó sẽ chạm cái thân. Ở bên này là một cái giống nào giống như là ở Việt Nam cái cây này gọi là cây rừng đuốc. Đấy, nó có cái rễ nó rất là sâu xa dưới này. Nhìn này. Đây có một cây nó rất là quen thuộc với là Việt Nam này, hoặc là Ấn Độ và Trung Quốc, đó là People Tree. Thì người ta tin rằng là cái Phật là khai sáng ở dưới cái bóng của cái cây People Tree này. Đây là cái đá đây các bạn. Ở Việt Nam thì mình hay có sự tích là gốc đá đấy. Phật hay ngồi là tu hành ở dưới gốc đa. Đây, cái lá của nó đây, cái bồ đề đấy, đây còn gọi là cái bồ đề, bồ tree hoặc là people tree, đạo Phật hoặc là của đạo Hindu. Đây là nơi mà Phật ngồi tu luyện. Đây là cái cây ebony, một trong những cái cây mà rất là quý hiếm của châu Phi. Cái cây này là người ta dùng để làm mấy cái đàn piano, cái phím màu đen ở trong đàn piano là được làm từ cái cây ebony này này. Những cái cây đàn mà quý hiếm á thì cái phím màu đen của nó là sẽ được làm từ cái cây ebony này. Còn tất nhiên là đàn rẻ tiền thì người ta làm bằng plastic. Nên là cái giống ebony này là một trong những cái cây mà rất là quý hiếm. Bởi vì người ta sử dụng rất nhiều trong là sport instrument, musical instrument, decorative. Đây đang đứng trên đỉnh của cái tòa nhà Farm Tree. Đây các bạn, mấy cây tre nó mọc lên tầng trên đỉnh này này. Đây là cái building thứ hai ở trong Kew Garden nha các bạn. Nó có những cái thực vật từ 5 cái lục địa khác nhau đem về trồng ở trong này. Ở trong này là có nhiều cái cây mà trên thế giới mà thuộc cái dạng gọi là quý hiếm, bảo tồn hoặc là đang là tuyệt chủng thì người ta trồng ở trong này. Một cái cây mà có thể cao tới là 30 mét cái cỏ này, và là đường kính của nó có thể tới 1 mét. Nở hoa vào từ tháng 11 đến tháng 12. Tree tomato, nó có trái giống như là trái cà chua vậy. Đây là cái hoa của cái cây thuộc cái dòng là thiên tuệ vàng tuệ đây. Một cái búp này là nó có rất là nhiều hạt giống, người ta có thể lấy cái hạt giống này để người ta gieo thêm cái cây mới. Và trong kia thì có hai cái búp. Một cái cây này mà để ra hoa là người ta bảo như là hồi xưa là phải trồng 100 năm đấy các bạn. Họ mới ra được cái hoa này đấy. Đây cái này là tên tiếng Anh của nó là Siddhat.
Nó là một trong những cây mà lâu đời nhất trên là trái đất. Nó xuất hiện từ cái thời mà 300 triệu năm trước, trước cái thời gọi là dinosaur. Và nó phát triển trên tất cả các thuộc địa. Một cái cây mà nó phát triển rất là chậm và nó sống rất là lâu, có thể sống được 1.000 năm. Và nó có thể tồn tại được cái điều kiện là khí hậu rất là khô, nơi mà những cái cây khác nó không có sống được. Hạt Cidus là hạt rất có giá trị. Đây là một cái cây gọi là nha đam khổng lồ. Nhìn cái lá của nó này. Cái cây này theo như là cái bảng tên này viết ở đây là trồng năm 1981, có nghĩa là nó hơn 40 tuổi rồi các bạn. Lá của nó rất là khủng nha các bạn. Một cái lá của nó coi như là dài gần 1 mét, rất là to luôn. Đây là những cái cây nha đam nhỏ này. Thì cái cây này là tên tiếng Anh là aloe đây. Đây là cái hoa của nó này. Bạn nào mà chưa thấy cái hoa của cái cây aloe thì đây. Đây là cái hoa của nó đây. Hạt này là cũng có thể là nảy mầm thành là cái cây tiếp theo này. Đây giới thiệu với các bạn một cái cây cũng rất là đặc biệt trong cái khu vườn ở Kew Garden này. Cái cây này là Wood Cycad. Thì cái cây Cycad này là cái trong cái dòng của nó thì nó là cái cây duy nhất được tìm thấy trên thế giới. Cây cội học của người Anh thì ông tìm thấy là năm 1895, là cái cây duy nhất trên thế giới về cái dòng họ của nó. Thì sau đấy là người ta nhân bản vô tình ấy, của cây này bằng cách là cắt một cái nhánh, cắt cái thân, sau đó người ta trồng. Và hiện giờ trên thế giới tất cả những cái cây mà cùng cái họ này đều là được sản sinh từ cái gốc của nó là cây này. Cái đây gọi là nhân bản vô tình, clone, nó cắt cái từ cái thân cây. Còn nếu mà nhân bản theo bình thường á thì là nó phải trồng từ cái hạt. Thì đây là cái hoa của nó, mà chỉ có cái thì mới có cái hoa, còn cái đực thì không bao giờ có hoa. Nhưng cây này là không bao giờ có hoa các bạn ạ. Đây. Và hiện giờ trên thế giới là người ta vẫn đang tiếp tục tìm cái cây cái của cái dòng này và vẫn chưa tìm thấy. Còn cái cây đực này là cái cây đầu tiên và duy nhất được tìm thấy trên thế giới từ cách đây hơn 100 năm rồi. Và từ năm 1899 là có nghĩa là khoảng 120 mấy năm là người ta đưa cái cây này vào trong cái khu vườn này. Đó là cái cây này là có một cái giá trị lịch sử rất to lớn về là cái gen của là cái dòng của nó, dòng họ của nó. Nhưng mà rất tiếc là nó là cái được ngoài thế giới hoang dã là đã bị tuyệt chủng rồi. Thì người ta tìm thấy cái cây cuối cùng còn sống. Giới thiệu với các bạn một cái cây cũng rất đặc biệt trong cái khu vườn Kew Garden này, đó là cây chuối, nhưng mà chuối già. False banana. Cái cây này tên của nó là Ansete. Một cái cây cung cấp thực phẩm cho là Ethiopia. Ở cái nước được đấy là cái cây này là cái cây nguồn thực phẩm chủ đạo, có thể nuôi sống tới tầng 20 triệu người. Đấy thì là một cây là gì, người ta trồng khoảng 2 năm và có thể sống tới tầng 10 năm. Thì người ta bảo là chỉ cần 15 cây là có thể nuôi sống một gia đình 5 người trong vòng là 1 năm. Đấy thì hiện giờ là cái cây này ở trong khu vườn này là nó đang ra hoa các bạn. Hoa của nó có thể cao tới tầng là dài tầng 1,5 mét lận. Đây. Nó không phải cái chuối đâu, nhưng mà nó lá và hoa nó rất giống cái chuối. Nhìn từ xa nó rất giống cái chuối đây. Và đây là cái hoa của nó. Đây, lá rất là giống cái chuối, một cái họ hàng xa của cái chuối. Người ta lấy cái thân này để làm thức ăn này ở Ethiopia này. Ở trong này có cái quýt này, trải khá nhiều này. Còn cây này giống như là cái phường cái nhà mình ấy, cái lá giống như cái là phường ấy, ra hoa đây. Đây, cây này là nhiều bạn là vùng rừng núi là biết là cây này là cây gì, cây này là cây dương sỉ này. Mà nhưng mà dương sỉ này, dương sỉ khổng lồ này. Nhìn cái lá, cái mâm của nó này. Đây. Thân nó rất là to luôn. Đây cái gốc của nó này. Một cái lá của nó này. Bạn nào mà học sinh học là mà thích khám phá mấy cái cây này.
Thì bạn xem cái cây này là nó to bằng gần như là bằng cái dừa nước ở Việt Nam ấy. Nhưng mà mình đi rừng thì mình thấy là chỉ có những cái cây nó nhỏ như thế này, cái cây dương xỉ nó nhỏ như thế này này. Thì là mình thấy nhiều bạn là cái các cái lá này có thể ăn được này. Nhưng mà ở đây thì nó phát triển rất là to. Một cái thân của nó này khổng lồ này, như là một cái khu rừng rậm ấy. Và ở đây giới thiệu các bạn cây kiwi fruit. Đây là một cái cây kiwi họ leo. Thân của nó leo rất cao. Hiện giờ cây này thì không có quả nào cả. Ôi trời ơi, cái cổ. Còn đây là cây chanh hoặc là cây cam. Đố các bạn biết đây là cái hoa của cây gì? Nhìn nó giống như một cái búp sen, lotus. Mà thật ra đây là cái cây chuối. Đây. Một cái giống chuối khá là, cái hoa này nhìn thấy không? Màu vàng giống như búp sen này. Thì cái cây này người ta gọi là gì? Golden Lotus Banana. Đây là cái chuối nở hoa màu vàng giống như là hoa sen màu vàng. Cái hoa của nó là người ta sử dụng để làm mật ong. Đây là một cái cây thông mà gọi là khổng lồ ở trong cái khu vườn Kew Garden này. Gọi là garden thôi chứ nó như là một cái forest. Những cái cây, những cái thảm thực vật ở trong này nó rất là phong phú. Tuổi đời của nó rất là gọi là khủng, như là trong khu rừng ấy. Thế còn gọi là một cái khu vườn mà để đem những cái cây này về trồng thì cũng rất là khó. Bởi vì là nó gọi là garden cho thật ra những cái cây mà trong trong này nó toàn là trồng từ cách đây 100 năm hết rồi các bạn. Cái garden này nó đã được thành lập, được xây dựng hơn 100 năm trước. Gần 200 năm trước là người ta đã quy hoạch về đây để người ta làm cái garden này rồi. Và từ đấy đến bây giờ người ta càng ngày càng cải tạo thêm vào cái đồ phong phú. Cái cây mà từ thời trước là đến bây giờ là nó tiếp tục phát triển sinh sôi này nở. Đấy, còn trên kia là có cái tổ ong nhân tạo The Hive Beehive này các bạn. Đấy, người ta làm cái tổ ong nhân tạo xong là để mình có thể thấy được cấu trúc của một cái tổ ong nó như thế nào.